Xin được giới thiệu cùng với mọi người một viên tinh thể thạch anh pha lê trắng hàng mài, độ trong thì quá ok. Thạch anh hai đầu đấy, được mài thành viên thạch anh hai đầu rất chi là đẹp. Viên này có khối lượng của đá nặng là 250 gram, độ trong thì quá ok luôn. Và hiện viên này tôi đang giao lưu cùng với mọi người với giá là 350k. Nếu bác nào quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Bác nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.